Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Ngày hôm nay kênh mua bán xe cũ sẽ mang tới các bạn một mẫu xe hạng C, đó là chiếc Kia Cerato. Xe là bản 1.6 AT Luxury, sản xuất 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 600 triệu. Sau đây mời các bạn cùng tham quan chi tiết về chiếc xe Kia Cerato này. Xe có trang bị đèn bi, halogen, projector và giải đèn led, đèn sương mù dạng bi, projector. Xe có trang bị về đầu xe, các bạn có thể thấy được xe sẽ có trang bị la răng mũi hổ và chi tiết lẹp mạ chrome sáng bóng tạo nên điểm nhấn cho chiếc xe. Chiếc xe đứng tên tư nhân. Các chi tiết xe còn rất là hoàn hảo, được chủ xe khá giữ gìn. Bên showroom sẽ có cam kết cho các bạn là khi mua xe là xe không đâm đụng, không ngập nước, bao test toàn quốc. Các cam kết đều có trên hợp đồng nên các bạn mua xe có thể yên tâm. Mỗi chiếc xe bên showroom lấy về thì đều có qua kiểm tra qua các hạng mục nên các bạn có thể yên tâm hơn nữa. Xe có trang bị mâm đúc hợp kim 5 chấu kép, giải đèn led liền mạch này, các bạn có thể nhìn thấy cái giải đèn led đuôi xe liền mạch trông khá bắt mắt. Các tính năng an toàn phía sau gồm có cảm biến lùi, camera lùi giúp chúng ta lùi chiếc xe an toàn hơn. Tiến tới khoang các chi tiết đằng sau của chiếc xe, các bạn có thể thấy được là rất đẹp ạ. Nước sơn zin trên chiếc xe là trên 90%. Các mép lối mép cản của xe rất là khít, màu sơn rất là đồng nhất ạ. Lốp xe đã trang bị lốp Continental rồi ạ, giúp cho chiếc xe di chuyển và cái độ cách âm của chiếc xe Kia Cerato 2019 này khá tốt ạ, được rất nhiều bạn trẻ chọn lựa. Sau đây mời các bạn cùng tham quan qua về cánh cửa sau của xe ạ. Táp ly cửa còn rất mới ạ. Các chi tiết tay nắm cửa còn sáng bóng này. Một số chi tiết trên xe còn vẫn còn ly lông chưa bóc hết. Mà ghế còn rất dày, rất là căng. Chi tiết còn rất đẹp ạ. Xe có trang bị cửa gió điều hòa phía sau và cửa sổ trời còn. Và mời các bạn cùng tiến khoang lái của chiếc xe. Thì xe có trang bị mở cửa thông minh, gương kính chỉnh điện, gập điện. Nói chung các chi tiết của trên chiếc xe Cerato bản Luxury 2019 này rất là hoàn hảo. Các chi tiết rõ nét, xe trông gần như là mới từ hãng ra. Vâng, xe có trang bị vô lăng bọc da tích hợp kính điều chỉnh chức năng. Nhiều chi tiết đấy, còn chưa bóc hết ly lông. Xe đi chuẩn 16.654 km, một chiếc xe trong phân khúc C, trang bị rất nhiều các tính năng, màn hình giải trí kết hợp với camera lùi, bản đồ dẫn đường, điều hòa tự động hai vùng. Xin lỗi, điều hòa tự động. Xe có trang bị các chế độ lái giúp chúng ta có cảm nhận về xe tốt hơn. Vâng, phần xe có trang bị ghế chỉnh điện. Rồi các bạn nhé.
Vâng, vừa rồi mình đã gửi tới các bạn thông tin chi tiết về chiếc Kia Cerato sản xuất 2019 bản 1.6 Luxury. Chiếc xe đang giao bán với mức giá là dưới 600 triệu. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ báo giá xe tốt nhất từ cửa hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip gần nhất. Các bạn muốn tìm xe thì có thể truy cập otosehoi.com. Và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được các clip mới nhất từ kênh mua bán xe cũ.